Kính thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay thứ sáu ngày 29 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đoàn Tuồng Giải phóng Quảng Nam, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh năm 1967-2017 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Trước thực trạng người nước ngoài làm hướng dẫn viên du lịch chui, Sở Du lịch Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch. Đến thời điểm này, ngành y tế thành phố đã triển khai các phương án đảm bảo y tế phục vụ tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 sắp diễn ra. Tin thế giới, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày hôm qua đã đưa ra cảnh báo cứng rắn trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố muốn rút khỏi thỏa thuận và áp đặt trở lại trừng phạt kinh tế với Tehran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 7, thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2016, tình hình 2 năm thực hiện nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Dự thảo báo cáo của Chính phủ cho biết, quỹ bảo hiểm y tế năm 2016 mất cân đối thu chi trong năm là 831 tỷ đồng. Nhưng tính đến hết năm, quỹ dự phòng khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đã bù đắp và số dư còn hơn 47.000 tỷ đồng. Dự kiến năm nay, quỹ dự phòng còn hơn 38.000 tỷ đồng và năm 2018 còn 23.410 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí này, đủ cân đối quỹ bảo hiểm y tế ít nhất là đến hết năm 2019. Chính phủ đã đề xuất các giải pháp để quản lý sử dụng cân đối quỹ bảo hiểm y tế, nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm chế tài xử phạt với các trường hợp nợ trốn đóng bảo hiểm y tế, tiếp tục thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ để người dân thấy tham gia bảo hiểm y tế có lợi hơn. Phiên họp diễn ra đến hết ngày 30 tháng 9. Sáng nay, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đoàn Tuồng Giải phóng Quảng Nam, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh giai đoạn 1967-2017 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đến dự và chia vui với nhà hát có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Miền. Đoàn Tuồng Giải phóng Quảng Nam được thành lập ngày 21 tháng 7 năm 1967 với gần 30 diễn viên. Đến tháng 11 năm 1992, đoàn được đổi tên thành Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, nhà hát đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, 6 nghệ sĩ được phong tặng nghệ sĩ nhân dân, 24 nghệ sĩ ưu tú, 10 nghệ sĩ xuất sắc. Nhiều vở diễn của đoàn được nhận huân chương tại các loại tại các hội thi chuyên nghiệp toàn quốc. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch thành phố Trần Văn Miên ghi nhận và chúc mừng những thành quả mà Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đạt được, đồng thời đề nghị nhà hát không ngừng nỗ lực phát huy lợi thế sẵn có, chủ động xây dựng nhiều vở tuồng, tổ chức các hoạt động đạt được hiệu quả mang lại nghệ thuật tuồng đến với công chúng. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên nhấn mạnh, với thành tích 50 năm qua, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tiếp tục giữ gìn nghệ thuật tuồng, xứng đáng là trụ cột quan trọng trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Làm thế nào để loại hình nghệ thuật này lan tỏa trong công chúng, nhất là giới trẻ? Sáng nay tại Đà Nẵng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện luật quảng cáo. Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự hội nghị. Năm 2012, luật quảng cáo ra đời thay thế pháp lệnh quảng cáo năm 2001, tạo ra khung pháp lý khá hoàn chỉnh cho lĩnh vực này. Luật đã tạo lập được khung khổ pháp lý cao, tương đối đồng bộ và thống nhất cho hoạt động quảng cáo phát triển, chi tiết hóa các quy định, làm cơ sở cho hoạt động quảng cáo dần đi vào nền nếp, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tiếp nhận quảng cáo, gỡ bỏ một số thủ tục hành chính, giảm rào cản trong quá trình hội nhập.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các văn bản pháp quy của nhà nước về hoạt động quảng cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa và có cơ chế chính sách hợp lý nhằm phát triển hoạt động quảng cáo phù hợp, tạo điều kiện khuyến khích phát triển công tác xã hội hóa, hoạt động tuyên truyền quảng cáo tại địa phương. Thưa quý vị, sau khi nhận được đơn kiến nghị của tập thể hướng dẫn viên Hoa ngữ về tình hình hoạt động lữ hành hướng dẫn viên trên địa bàn thành phố, thì mới đây Sở Du lịch Đà Nẵng đã có văn bản báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Sở Du lịch Đà Nẵng khẳng định việc nhiều người nước ngoài ngang nhiên thuyết minh tại danh lam thắng cảnh, sai lệch văn hóa lịch sử, theo phản ánh của tập thể hướng dẫn viên là chưa đủ cơ sở và chưa có tính thuyết phục để chứng minh hành vi, không có tình trạng hướng dẫn viên mất việc làm như phản ánh. Bởi phần lớn các hướng dẫn viên ký đơn đều được các đơn vị lữ hành sắp xếp bình quân từ 3 đến 4 đoàn khách trên một tháng, tùy tình hình khách tại thời điểm và tùy theo năng lực của hướng dẫn viên. Việc phản ánh của Sở Du lịch thờ ơ, không xử lý những kiến nghị là chưa đúng với tình hình thực tế. Vì thời gian qua, các bộ phận của Sở chỉ nhận được 5 thông tin của nhóm hướng dẫn viên về một số công ty lữ hành khai thác khách qua mạng không cử hướng dẫn viên dẫn đoàn. Thanh tra Sở đã đến tại hiện trường để kiểm tra, xác minh, tuy nhiên không có cơ sở để xử lý. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở cũng đã kiểm tra và xử phạt 86 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực lữ hành hướng dẫn viên. Về đơn kiến nghị với số lượng hướng dẫn viên ký tên gồm 190 người phản ánh, thì qua thông tin tìm hiểu, trong danh sách ký tên thì có một số trường hợp là ký trùng lắp để tăng số lượng. Một số hướng dẫn viên tham gia hưởng ứng theo phong trào. Trước thực trạng người nước ngoài làm hướng dẫn viên du lịch chui, Sở Du lịch Đà Nẵng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch trên địa bàn thành phố, kịp thời xử lý nghiêm người nước ngoài hoạt động trái mục đích nhập cảnh, cho phép thí điểm lắp đặt camera trên xe vận chuyển du lịch của một số công ty lữ hành phục vụ thị trường khách Hoa ngữ và Hàn Quốc và một số đơn vị kinh doanh vận chuyển du lịch lớn. Sở Du lịch thành phố sẽ tiếp tục triển khai công tác thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, đồng thời phối hợp với ngành chức năng để phát hiện và xử lý các trường hợp người nước ngoài được hợp thức hóa vào danh sách đoàn khách nhằm mục đích hoạt động trái phép. Sở cũng đã yêu cầu câu lạc bộ lữ hành khai thác khách thị trường Hoa ngữ, chi hội hướng dẫn viên có giải pháp quản lý, nâng cao năng lực trình độ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ hướng dẫn viên, tổ chức gặp mặt doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên để phổ biến quán triệt các quy định của luật du lịch mới về quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên. Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản đồng ý chủ trương tiếp nhận dự án công viên cà phê sách Đà Nẵng Daegu do thành phố Daegu Hàn Quốc tài trợ, dự kiến triển khai thực hiện tại nhà văn hóa khu tập thể Hòa Cường, ngã ba đường Lê Cơ, Lê Bá Trinh thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Dự án sẽ do Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu tiếp nhận với tổng kinh phí là 45.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 1 tỷ đồng, bao gồm 30.000 đô la Mỹ cho thành phố Daegu tài trợ, 10.000 đô la Mỹ là kinh phí đối ứng của quận Hải Châu, phần còn lại được huy động từ nguồn xã hội hóa. Sau 5 tháng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Thanh Khê vừa tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động phòng đọc sách phường Xuân Hà. Trước đây, phòng đọc sách phường Xuân Hà xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc. Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê đã đầu tư 700 triệu đồng để nâng cấp phòng đọc, xây dựng tường rào cổng gõ và đầu tư một số trang thiết bị. Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa và Thông tin quận đã bổ sung 350 đầu sách truyện, tạp chí các loại, hỗ trợ tủ sách, kệ sách, phục vụ việc bảo quản trưng bày. Với bạn đọc, tất nhiên, ai cũng phấn khởi khi có một phòng đọc sách khang trang, phong phú, các đầu sách, báo truyện mới như thế này. À, có chỗ ngồi thoáng mát là cho mấy bạn được đọc sách thoải mái hơn, được phòng mát mẻ, là ít nắng vào nên là mấy bạn có thể đọc thoải mái hơn nhiều. Có rất nhiều sách liên quan tới sức khỏe, pháp luật cũng như là văn thơ. Theo kế hoạch, trong thời gian đến, Phòng Văn hóa và Thông tin quận sẽ tiếp tục bổ sung sách cho phòng đọc. Nguồn cung là từ các quận, phường, sự ủng hộ của các nhà sách và Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố nhằm làm phong phú các nguồn sách báo, nâng cao văn hóa đọc cho người dân địa phương.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản xin ý kiến bộ ngành về việc cho phép người lao động được nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2018. Phương án 1, cán bộ, công chức viên chức người lao động, các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội được đề xuất được nghỉ 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết, từ ngày 14 tháng 2 năm 2018 đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2018, tức là từ 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Phương án 2, người lao động được nghỉ 1 ngày trước Tết và 6 ngày sau Tết, từ ngày 15 tháng 2 năm 2018 đến ngày 21 tháng 2 năm 2018, tức là từ ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, CPI bình quân 9 tháng năm 2017 tăng 3,79% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. CPI tháng 9 năm 2017 tăng 0,59% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ, có 9 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước. Nhóm hàng hóa và dịch vụ giáo dục tăng mạnh nhất là 5,74%. Các nhóm ngành hàng khác đều tăng nhẹ như là giao thông, nhà ở và vật liệu xây dựng, thuốc và dịch vụ y tế, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,08%. Riêng các nhóm ngành hàng như là văn hóa, giải trí và du lịch thì giảm 0,08%, bưu chính viễn thông giảm 0,04% so với tháng trước. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ 11 mở rộng tổ chức vào sáng nay đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2017. Theo đó, trong 3 tháng còn lại của năm 2017, quận ủy Hải Châu xác định tập trung lãnh đạo thực hiện thu ngân sách, phấn đấu vượt từ 5 đến 10% kế hoạch năm 2017, tiếp tục thực hiện chương trình 4 an của thành phố, đặc biệt là duy trì hiệu quả công tác an sinh xã hội, phấn đấu vượt 20% kế hoạch giảm nghèo, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm, phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối tuần lễ cấp cao APEC 2017, tăng cường các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tấn công trấn áp các loại tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp và đề án hướng đến xây dựng một đô thị thông minh trong tương lai, gần với mong muốn đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực trong đời sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền thành phố. Sắp đến, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ ban hành khung kiến trúc tổng thể thành phố thông minh nhằm đưa ra lộ trình cụ thể trong xây dựng thành phố thông minh tại địa phương. Có thể nói, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu của cả nước trong việc đề ra phương hướng xây dựng thành phố thông minh. Trên cơ sở nền tảng thành công trong xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, năm 2014, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án xây dựng thành phố thông minh. Từ đó đến nay, thành phố đã lần lượt triển khai nhiều ứng dụng, hệ thống liên quan nhằm thực hiện đề án này. Đối với cái lĩnh vực thành phố thông minh, thì qua cái kinh nghiệm mà triển khai về chính quyền điện tử, Đà Nẵng làm sao rằng là kế thừa cái việc xây dựng chính quyền điện tử đó để rằng là làm nền tảng để xây dựng thành phố thông minh. Và chúng ta dựa trên cái nền tảng đó làm sao để chúng ta thu hút cái rằng là nhiều cái nguồn vốn, đặc biệt là cái nguồn vốn xã hội hóa, và chúng ta thu hút, chúng ta thực hiện rằng là sử dụng nhiều các giải pháp khác nhau. Tuy nhiên rằng là làm sao các cái giải pháp đó phù hợp với cái sự phát triển của Đà Nẵng, phù hợp với cái quá trình, cái đội ngũ nguồn nhân lực, và cũng giống như là phù hợp với cái tốc độ phát triển cũng như tốc độ đô thị hóa của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng không cầu toàn vào mọi lĩnh vực mà xây dựng lộ trình, xác định lĩnh vực ưu tiên cần thông minh trước. Y tế và giáo dục chính là hai lĩnh vực được lựa chọn trong bước đầu của đề án. Ngay sau khi ký kết với tập đoàn Viettel về hợp tác triển khai thành phố thông minh trên hai lĩnh vực này vào năm 2016. Đến nay, ngoài bước đầu hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và phần mềm tuyển sinh trực tuyến đầu cấp tại quận Liên Chiểu thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế thông minh tại Đà Nẵng đã thực sự có bước chuyển động. Đến nay, 100% trạm y tế xã phường trên địa bàn thành phố đã triển khai phần mềm y tế điện tử. Hai trung tâm y tế cấp quận huyện triển khai thành công mô hình bệnh viện điện tử, bước đầu hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu cho ngành y tế thành phố. Khi người dân đến với mình, tức là
mình có cái mỏ vạch á, mình kiểm tra luôn cái thẻ bảo hiểm thử là có chính xác hay không. Thứ hai là từ khi mà ứng dụng phần mềm vô á, thì phần mềm mình đã giúp cho mình thực hiện được nhiều cái chức năng, ví dụ như là chức năng khám chữa bệnh này, rồi chức năng quyết toán bảo hiểm y tế, rồi chức năng quyết toán một phần viện phí, rồi tất cả các chức năng cận lâm sàng để giúp cho bác sĩ chúng tôi là có nhiều cái thông tin nhanh để mà phục vụ công tác chẩn đoán cũng như là điều trị người bệnh. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, sắp đến, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tổ chức tổng kết giai đoạn 1 hợp tác với Viettel về xây dựng thành phố thông minh, đồng thời ban hành khung kiến trúc tổng thể xây dựng thành phố thông minh, làm cơ sở cho việc triển khai đề án thành phố thông minh trong thời gian đến. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục kêu gọi sự hợp tác của các chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước trong hợp tác, triển khai các ứng dụng liên quan đến thành phố thông minh trên nguyên tắc xây dựng thành phố thông minh hơn trên một nền tảng duy nhất, một cơ sở hạ tầng, một chính sách thống nhất. Thưa quý vị, nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường tập trung nhiều cơ sở kinh doanh tiệc cưới trong thời gian tổ chức tuần lễ cấp cao APEC từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 11 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất đề xuất của Sở Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ cho Ủy ban Nhân dân các quận, huyện có văn bản thông báo yêu cầu các cơ sở kinh doanh tiệc cưới tăng cường người hướng dẫn, chủ động sắp xếp, bố trí các nơi đỗ xe đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng tăng cường theo dõi, kiểm tra chu kỳ đèn tại các nút giao có bố trí đèn tín hiệu điều khiển giao thông để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Gia đình phối hợp với Bệnh viện BNH Thái Lan tổ chức chương trình huấn luyện sơ cấp cứu và hồi sức tiêm phổi cho các chuyên viên đến từ các khách sạn resort tham gia phục vụ trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Bệnh viện Đa khoa Gia đình là một trong các cơ sở y tế tại Đà Nẵng được Sở Y tế thành phố chọn tham gia phục vụ trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC. Để tổ chức khóa huấn luyện lần này, bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Quốc tế BNH, một trong những bệnh viện nổi tiếng về dịch vụ cấp cứu tại Thái Lan, tiến hành huấn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng cứu hộ, chăm sóc nạn nhân, thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu, cũng như cách giảm tối đa những chấn động tiêu cực với nạn nhân cho các chuyên viên y tế đến từ 18 khách sạn resort tham gia phục vụ tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Các học viên cũng sẽ được hướng dẫn kỹ thuật xử lý chấn thương cuộc sống, kỹ thuật hồi sức tim phổi, kỹ thuật truyền oxy trong các tình huống khẩn cấp. Sau khi nhận được cái chỉ đạo của Sở Y tế thì chúng tôi cũng đã khẩn trương rà soát lại tất cả về cơ sở vật chất, chuẩn bị các cái phòng VIP để chuẩn bị đón bệnh nhân điều trị nội trú, rà soát lại các cái trang thiết bị y tế để đảm bảo phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh tốt nhất. Các khách sạn resort lớn luôn là địa điểm tập trung lượng khách rất đông, vì vậy nhân viên phải sẵn sàng cho mọi tình huống cấp cứu. Tại khóa huấn luyện lần này, chúng tôi tập trung vào các kỹ năng sơ cấp cứu và hồi sức tim phổi để cho các nhân viên khách sạn có thể thực hiện tốt vai trò là người đầu tiên sơ cứu được cho khách trước khi gửi họ đến các bệnh viện để thực hiện những công đoạn điều trị tiếp theo. Khóa huấn luyện sẽ diễn ra trong 2 ngày, qua đó góp phần cùng với ngành y tế thành phố chuẩn bị tốt nhất cho công tác phục vụ tại tuần lễ cấp cao APEC 2017, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu khi có sự cố y khoa không mong muốn xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này, thì ngành y tế Đà Nẵng đã triển khai các phương án đảm bảo y tế phục vụ tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 sắp diễn ra. Ngành y tế thành phố đã lập 23 tổ y tế thường trực cấp cứu tại các khách sạn phục vụ APEC. Trong đó có 17 tổ tại 17 khách sạn phục vụ đại biểu cấp cao chính thức. Bên cạnh đó, Sở cũng đã chỉ đạo 4 bệnh viện lớn trên địa bàn tham gia phục vụ APEC 2017. Hiện tại, các 4 bệnh viện này đều đã quy hoạch số giường phục vụ các phát sinh về y tế, cũng như có phương án riêng cho bệnh viện của mình. Trong công tác phục vụ về y tế APEC thì quan trọng nhất là cái hoạt động về cấp cứu. Chúng tôi tổ chức cấp cứu trước bệnh viện. Thứ hai là tổ chức tại bệnh viện. Về chương trình này sẽ được thông qua theo một cái hệ thống y tế của tại thành phố và hệ thống y tế của quốc gia để phục vụ riêng về y tế cho hội nghị.
thì bệnh viện đủ cái đội ngũ nguồn nhân lực về hồi sức cấp cứu riêng và hồi sức riêng, đội ngũ về hoạt động cấp cứu về tim mạch, đội ngũ cấp cứu về bụng ngoại khoa, cấp cứu về chấn thương, cấp cứu về hô hấp và thậm chí kể cả những trường hợp mà cho chấn thương sọ não. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được ngành y tế đặt lên hàng đầu. Ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, công tác phòng chống dịch, vệ sinh môi trường và giám sát chất lượng nguồn nước tại các khách sạn, cơ sở cấp nước, khu vực dân cư, bố trí các tổ y tế thường trực giám sát dịch thân nhiệt và thể trạng gồm hành khách, phi hành đoàn, nhập cảnh, quá cảnh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, cảng Đà Nẵng. Từ nay cho đến những ngày diễn ra APEC thì chúng tôi phải tiếp tục kiểm tra giám sát để duy trì những cái kết quả đã đạt được, làm sao cho tất cả các vấn đề từ công tác cấp cứu tại chỗ, công tác điều trị, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống bệnh luôn luôn là đạt cái mức độ tốt nhất để phục vụ có hiệu quả trong tuần lễ cấp cao APEC. Thứ hai nữa là công tác diễn tập, chúng tôi cũng cần phải diễn tập để mà rà soát và cuối cùng cái việc sẵn sàng ứng phó với các biến cố nếu có xảy ra trong thời gian tới. Từ đây đến khi diễn ra tuần lễ cấp cao APEC, Cục Khám chữa bệnh phối hợp với Sở Y tế thành phố Đà Nẵng sẽ làm việc với Tiểu ban An ninh Y tế để xác định chắc chắn những đối tượng phục vụ, từ đó lên kế hoạch phân tầng, phân luồng bệnh nhân và phân công bệnh viện tham gia. Những tin tức quốc tế sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, vụ thử hạt nhân mới đây nhất của Triều Tiên cho thấy nước này đã đạt tiến bộ đáng kể trong chương trình hạt nhân của mình. Và điều này đã tạo ra mức độ nguy cơ mới đối với cộng đồng quốc tế. Đây là tuyên bố được Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Yukiya Amano trong cuộc gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa tại thủ đô Seoul vào ngày hôm qua. Ông Amano cho biết hiện IAEA vẫn chưa thể xác nhận chính xác liệu vụ thử hôm ngày 3 tháng 9 vừa qua có phải là bom diệt hạch hay không, nhưng rõ ràng quy mô của vụ thử này lớn hơn rất nhiều so với vụ thử trước đó. Điều này có nghĩa là Triều Tiên đang đạt tiến triển rất nhanh. Ông Amano cũng nhấn mạnh rằng IAEA hiện chưa được tiếp cận trực tiếp mà chỉ theo dõi từ xa chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cho biết có khả năng cao Triều Tiên sẽ tiến hành thêm các hành động khiêu khích quân sự có thể diễn ra từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 10 tới. Iran có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran đạt được với các cường quốc thế giới hồi tháng 7 năm 2015 nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận này. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày hôm qua đã đưa ra cảnh báo cứng rắn trên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố muốn rút khỏi thỏa thuận và áp đặt trở lại trừng phạt kinh tế với Tehran. Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh nếu Washington quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Iran cũng có quyền từ bỏ thỏa thuận này và tính đến các lựa chọn khác. Tuy nhiên, ông Zarif cũng cho rằng Washington sẽ có vị thế tốt hơn nếu vẫn duy trì các cam kết của thỏa thuận. Phát biểu của ông Zarif được đưa ra giữa lúc Mỹ liên tiếp dọa hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran ký với nhóm B5+1 cách đây hơn 2 năm. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm chúc mừng chiến thắng của Thủ tướng Đức Angela Merkel và chính đảng của bà trong cuộc bầu cử cuối tuần qua. Hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương Mỹ-Đức và thảo luận về nhiều vấn đề nóng của thế giới như thỏa thuận hạt nhân Iran và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Điện đàm giữa ông Trump với bà Merkel được dư luận chú ý bởi mối quan hệ Mỹ-Đức bị cho là không mấy êm đẹp kể từ khi ông Trump lên nhậm chức. Chính phủ Mỹ đã không gửi lời chúc mừng đến nhà lãnh đạo Đức ngay sau chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm ngày 24 tháng 9 như thông lệ. Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ trong cuộc điện đàm, ông Donald Trump đã chúc mừng Thủ tướng Đức Angela Merkel và chúc bà thành công trong việc thành lập chính phủ liên minh mới. Ông Trump cũng cam kết duy trì mối quan hệ đồng minh lâu dài, vững mạnh với Đức. Tháp Eiffel là một trong những biểu tượng nổi tiếng của Pháp và là một trong những địa điểm hấp dẫn khách du lịch trên toàn cầu. Mới đây, thì Tháp Eiffel đã tổ chức một buổi tiệc đánh dấu việc đón 300 triệu lượt du khách kể từ khi mở cửa đón công chúng tham quan vào năm 1889. Khách tham quan tới Tháp Eiffel trong ngày 28 tháng 9 đã có trải nghiệm đặc biệt khi được hòa bình vào các buổi biểu diễn âm nhạc đặc sắc và được chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng đầy màu sắc ở mỗi tầng. Với chiều cao 325m, Tháp Eiffel là một trong những niềm tự hào của người dân Paris nói riêng và người dân Pháp nói chung, đã đứng vững qua nhiều cuộc chiến tranh và thảm họa của thế kỷ 20, chứng kiến nhiều thay đổi của nước Pháp.
Đặc biệt vào buổi tối, tháp Eiffel lại trở nên lung linh hơn với 20.000 ngọn đèn chiếu sáng, tạo nên vẻ đẹp tráng lệ cho biểu tượng của kinh đô ánh sáng Paris. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.